Và ngày nay mô bằng hai nhà bọn phá ôn trong ọc này sẽ đầy bị cá đầm Kroch, nó khá nông, mà nó khá nông lưu này bọn phá ôn là dụ vía bàn chật một chân nằm tại những đô cho đô lai nghe bà dụ này vía bởi kết tới vía châu bằng phá khai ấy đài hay đại xa dương bộ là đô vía cho lãng, đô cho lãng bà chẳng thờ việc sao vậy hay dương ở sau miền phê thai tới bờ này tới dương mình miền phê cướp cướp những ca mưa thai vía bà này chẳng vía phai bọn ổn này phai tay nhưng mà tục thì phục nhưng mà tục tầm muối xong mẹ mưa bà kéo nắng ở bà chào được oh bà ở bà chào được oh chẳng vía xong mẹ năm tỷ pi bàn nhưng chấp đam tục bà châu là dụ vía bàn pi năm cứ nhom nâng chấp đam tục hay bà nâng chấp đam tục bà ní phổ phôn tức hay ní sơn tức bà ní sơn tức hay ní cổ chăm má ní dân tâm đô đai tê bà tâm đô đai thế à ní dụ bàn đô chí phụ màn khai phí khai đấy dân tâm bàn đám bà có việc khắc đập đai hay tay có nhầm mặt tục này bà ní dân tâm đô vía đai tê bà ní bà chí nâng trâu đọ chào đai hay mưa tới vía ạp lõ bà ạp lõ như ca lụ lọt này bóng phá ổn này bà nế cứ ả dụ việc pinh bà dụ việc pinh châu mà chân nằm châu mà chân nằm ấy nhưng thà mà chân nằm tao gọt bàn cọt bàn ấy đi bà chẳng bóng phá ổn tưởng ọc nè 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 nế cổ chứ má bà nế cổ chứ má đầy dương miên ả dụ bàn một chân nằm bà dụ bàn một chân nằm chẳng nên cứ tập quan để cài dựng riệp chậm tập quan để dụ tật bà này cứ stand tất sum ra sọt sọp sum ra bà sọt sọp này đầm nam bà đây bằng phổn bà này miền lưu miền ai bà này cứ bằng phổn này thầm thầm ở hai ca trên ca trên lại ở hai này bằng phổn được ca bằng biết lại tục tầm quý vị của ca bộ vía có bài trao ở đây bà có bài trao ở đây còn tay vì nơi khác về tầm ca một tiếp tục nhầm bộ nhầm gọt bè ở toàn ở bà nấy cứ dương thật này hai cái đá bà nó cứ lâu nó cứ chừng tàu sắt bà lâu tàu sắt chật lâu là bươn lứa này phun cái đá như thế bà nấy cứ chỉ tầm hôm đầy nấy vía bà đạo ý cho 83-85 mét đấy bà này ok bà này này cá huyệt bà con này đấy trên cá ấy bà thì trên cá trên fly này bà con bà này ní cứ xây phải nhom đám từ bàn đòi và này cứ đập hai bọn con này và cứ đập hai